Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Nhiên mời cô chú anh chị cùng vào bếp và làm ngay món chè ỉ lá dứa khoai lang này cùng với Nhiên nha. Món chè này thì làm rất là nhanh và cũng dễ làm lắm. Viên chè thì dẻo dẻo mềm mềm, cùng với cái vị bùi bùi béo béo của khoai lang, kèm theo nước đường cây cây, tràn thêm miếng nước cốt dừa béo nữa, ăn rất là hấp dẫn cực kỳ luôn. Và bây giờ thì mình cùng vào làm luôn nha. Và để làm phần chè hôm nay thì Nhiên có chuẩn bị sẵn ở đây là 150g khoai lang. Khoai lang thì Nhiên cũng đã hấp chín trước rồi, để khi mình làm thì nó sẽ nhanh hơn ha. Nếu mà cô chú anh chị mình không có dùng khoai lang, không có khoai lang như vậy á, thì cô chú anh chị mình có thể thay thế bằng tinh bột khoai tây hoặc là tinh bột khoai lang giúp Nhiên ha. Và tiếp theo cái phần bột á, thì Nhiên dùng ở đây là một bịch, đây là 500g á các anh chị. Nhiên sẽ dùng hết một bịch 500g này luôn. Và hôm nay thì Nhiên sử dụng là cái bột nếp Thái này nè. Đây, cái bột nếp Thái có hình trái dứa như thế này nè. Nhiên làm chè mà Nhiên thấy có bịch nếp Thái mà trái dứa này thì khi mình làm chè của mình nó rất là ngon. Và khi mình để qua ngày 2-3 ngày chè của mình nó rắn mềm và rất là ngon luôn ha. Bột nếp Thái này thì cô chú anh chị mình sử dụng loại nào cũng được ha. Cho bột nếp vào xong thì bây giờ Nhiên sẽ nghiền cho cái phần khoai lang của mình nó thiệt là nhuyễn mịn ha. Mình trộn cho cái phần bột và cái phần khoai lang của mình á, nó nhuyễn mịn và nó đều hết như vậy nè. Tiếp tục thì Nhiên sẽ cho cái phần nước lá dứa vào. Và nước lá dứa thì Nhiên cho vào đây là 500ml ha. Nước lá dứa này thì Nhiên xay ra từ 50g lá dứa tươi đó, Nhiên xay cùng với là 500ml nước. Và Nhiên sẽ cho vào đây từ từ ha, rồi mình nhồi bột nó lên. Vì mỗi lô bột á, thì nó sẽ có cái độ thấm hút khác nhau, cho nên mình cho vào từ từ thôi, để mình canh á, cái lượng bột của mình á, nó không có bị quá nhão hay các anh chị. Khi mà mình nấu chè ỉ hay là mình nấu chè trôi nước á, thì Nhiên rất là hay cho khoai lang vào. Khi mình cho khoai lang vào như vậy á, thì cái viên chè của mình á, nó rất là dẻo và rất là bùi bùi luôn. Khi mình ăn nó cũng ngon lắm. Và đặc biệt khi mình để lâu á, chè qua ngày á, nó cũng khá là mềm dẻo và nó cũng không có bị cứng nữa. Đây, chè mình nhồi cho đến khi nào chè của mình á, nó không có dính tay và nó dẻo như vậy nè các anh chị. Đó, như vậy là được rồi ha. Rồi, bây giờ thì Nhiên sẽ để bột đây cho nó nghỉ. Trong lúc này thì Nhiên sẽ đi qua chuẩn bị cái phần nước cốt dừa để mình ăn kèm với chè nha. Và để làm cái phần nước cốt dừa thì Nhiên sử dụng ở đây là 300ml nước cốt. Nước cốt này thì Nhiên vắt ra từ 300g dừa nạo các anh chị. Nhiên thêm bên đây là 3 muỗng canh đường nữa, tương đương là khoảng 50g. Và 1/2 muỗng cà phê muối. Và cuối cùng thì Nhiên thêm vào đây là 1 muỗng canh vung bột năng, để cho cái phần nước cốt của mình nó được sánh và kẹo hơn ha. Lúc này thì Nhiên sẽ mở bếp ở mức lửa nhỏ nhất và Nhiên sẽ nấu từ từ để cho cái phần nước cốt của mình nó sánh và nó dẻo lại ha. Nấu nãy giờ khoảng 5 phút thì bây giờ cái phần nước cốt của Nhiên nó đã sánh và nó rất là kẹo lại luôn rồi nè các anh chị. Đây rất là ngon luôn. Này, phần nước cốt như vậy là xong rồi. Bây giờ thì Nhiên sẽ để cho nó nguội ha. Quay trở lại cái phần bột. Cái phần bột này thì bây giờ Nhiên sẽ nhồi sơ lên một lần nữa ha. Sau đó thì mình sẽ đi nắn viên. Mình chỉ cần nhồi sơ cho nó dẻo dẻo lại thôi. Viên chè thì Nhiên sẽ nắn thành những hình tròn, nhỏ nhỏ vừa vừa thôi, để khi mình ăn thì nó đỡ ngán hơn các anh chị ha. Này, Nhiên vơ cho nó tròn tròn cỡ này là vừa. Cứ tương tự như vậy thì cô chú anh chị mình vơ cho nó hết cái lượng bột này giúp Nhiên nha. Nắn chè xong thì bây giờ Nhiên đi luộc cái phần bột này luôn ha các anh chị. Khi nước đã sôi thì bây giờ Nhiên sẽ cho từng viên chè vào. Và Nhiên sẽ luộc ở mức lửa lớn nhất nha các anh chị, để cho cái viên chè của mình nó được săn lại đó. Trong lúc luộc này thì cô chú anh chị mình không cần phải dùng đũa mình sơ đâu ha. Mình cứ thả từ từ vào. Khi nào chè của mình nó chín thì nó tự nó nổi lên thôi. Này, ở đây thì Nhiên sẽ luộc trước. Cho cái viên chè của mình á, nó tròn và nó đẹp hơn đó. Nếu mà cô chú anh chị mình muốn nhanh hơn thì mình có thể luộc chung cái phần nước đường cũng được đấy ha. Tuy nhiên á, thì nếu mình luộc chung phần nước đường á, thì cái phần nước đường của mình á, nó bị đục á, nó không có được trong và đẹp đó các anh chị.
mình cứ bỏ từ từ vào thôi. Mình luộc chè cho nó sôi bừng lên như vậy. Và cái viên chè của mình nó nổi lên hết như vậy nè. Đó, chè của mình như vậy là chín nè. Giờ thì Nhi sẽ vớt ra ha. Và Nhi sẽ cho liền qua cái thao nước lạnh này nè. Để cho cái viên chè của mình nó săn lại đó. Khi mình nấu chè nó không có bị nở ra đó các anh chị. Rồi, vớt chè xong. Thì bây giờ Nhi sẽ để chè ở đây ngâm một chút xíu ha. Cho lúc này thì Nhi sẽ đi chuẩn bị cái phần nước đường. Và để nấu chè thì Nhi có chuẩn bị ở đây là 1 lít nước lọc. Tiếp theo thì Nhi dùng thêm ở đây là 250g đường. Tương đương là khoảng một chén vung như thế này các anh chị. Và lượng đường này thì của chú anh chị mình có thể gia giảm và điều chỉnh theo khẩu vị của gia đình mình ha. À, Nhi thêm ở đây là nữa muỗng cà phê muối nữa. Để cho cái vị chè của mình nó được đậm đà hơn. Và thêm 30g gừng. Gừng thì Nhi cũng đã cắt sợi rồi. Để cho cái chè của mình nó được thơm. Và cuối cùng mà thì Nhi thêm ở đây là một nhánh lá dứa nhỏ nữa. Để tạo cái mùi thơm. Và bây giờ thì Nhi sẽ mở bếp lên. Và Nhi sẽ nấu cái phần nước đường này ở mức lửa vừa ha các anh chị. Để cho phần nước đường của mình nó tan ra đó. Phần nước đường lúc này nó cũng đã tan hết rồi. Tiếp tục thì Nhi sẽ cho hết cái phần chè lúc nãy Nhi luộc nè. Giờ Nhi sẽ cho vào đây ha. Và lúc này thì Nhi cũng vẫn giữ mức độ trung bình luôn. Vẫn giữ lửa trung bình ha các anh chị. Và mình kim từ từ cho cái chè của mình nó thiệt là ngấm đường luôn. Chè nãy giờ Nhiên kim cũng được 10 phút rồi các anh chị. Này, bây giờ chè nó cũng nổi lên và nó trong hết rồi nè. Này chè rất là ngon luôn. Này, bây giờ thì Nhiên sẽ tắt bếp và để cho nó thiệt là nguội ha. Và chút xíu khi nào chè nó nguội thì Nhiên sẽ múc ra chén và Nhiên thưởng thức. Món chè này thì Nhiên cũng đã làm xong hết rồi nè các anh chị. Đây, chè nó lên màu rất là đẹp luôn. Và cái mùi nó cũng rất là thơm nữa. Nước chè thì nó cũng trong veo à. Đây, chè rất là mềm, dẻo. À, với những món chè ỉ hay là chè trôi nước á, mà cô chú anh chị mình sử dụng cái loại bột nếp Thái này á, thì khi mình làm ăn nó cũng ngon lắm. Dù mình để 2 đến 3 ngày á, thì nó vẫn còn mềm. Giờ để Nhi ăn thử ha. Chè khi mà ăn vào á, thì nó rất là mềm, dẻo dẻo, bùi bùi của khoai. À, nó rất là thơm cái mùi của lá dứa nữa. Phần nước đường á, thì cay cay. Và cái vị thì cũng ngọt thanh nữa. Ăn ngon lắm luôn cô chú anh chị ơi. À, với cái phần nước cốt dừa này á, thì khi nào mình ăn á, thì cô chú anh chị mình hãy chan vào ha. À, để cho cái phần chè của mình á, để lâu nó không có bị hư á. Đây cái phần nước cốt này cô chú anh chị. Này rất là sánh kẹo luôn. Nhìn rất là hấp dẫn ha. Và để cho chè của mình á, mình bảo quản được lâu. À, thì khi mà múc ra, cô chú anh chị mình dùng cái muỗng sạch, mình múc ra dùm Nhiên ha. Và số chè còn lại thì cô chú anh chị mình cứ ngâm chè trong cái phần nước đường thôi. Và mỗi dịp mà nhà Nhiên hay cúng gầm hoặc là nhà có đám tiệc á, thì Nhiên cũng rất là hay nấu cái món chè này luôn. À, tại vì á, làm nó dễ nè, mà làm nó cũng nhanh nữa. À, nếu mà có dịp á, thì cô chú anh chị mình cũng làm thử nha. À, đến đây á, thì Nhiên cũng đã chia sẻ xong. À, Nhiên chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.